Giúp con người nuôi để lấy thịt, lấy sữa. Đây là hai nguồn thực phẩm cung cấp protein quan trọng bậc nhất đối với con người. Ngoài ra, bò còn được nuôi để lấy sức kéo cho nông của con ngựa, đặc biệt là thời xa xưa rất quan trọng. Ngựa nuôi là vật cưỡi phục vụ đi lại, thồ hàng và cả trong trận chiến. Con vịt. Con vịt là một loại gia cầm cùng họ với thiên nga và ngỗng. Chúng cũng có cổ và cánh ngắn hơn. Con vịt có bàn chân có màng được thiết kế để bơi. Bàn chân có màng của chúng hoạt động giống như mái chèo. Khi vịt ngủ, chỉ một bán cầu não của vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn thức.